Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tới sự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 1.196.227 cán bộ đảng viên trong toàn quốc được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Xác định mục tiêu tổng quát là hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nghị quyết nêu rõ 10 nhiệm vụ giải pháp, trong đó nêu nội dung làm rõ hơn trách nhiệm, vai trò, quyền hạn của Chủ tịch nước và Bộ trưởng. Trong cái xây dựng pháp luật thì lần này nghị quyết nhấn mạnh là cái trách nhiệm và vai trò của Bộ trưởng, tư lệnh ngành trong việc hoàn thiện thể chế và tham mưu hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, và trách nhiệm trong việc phát hiện những cái sơ hở bất cập trong quá trình thực hiện thể chế do mình ban hành hoặc là tham mưu ban hành. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trong hoạt động đối nội, đối ngoại, trong mối quan hệ với Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo quy định của Hiến pháp. Như thế nào là thống lĩnh lực lượng vũ trang? Bây giờ quy định rất khó. Nghị quyết cũng xác định phát huy đầy đủ vị trí vai trò của Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất, thực hiện quyền hành pháp là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng các đạo luật có nội dung cụ thể, hiệu lực trực tiếp, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Kiên quyết chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật, tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đề cao vai trò trung tâm của đại biểu Quốc hội, nghị quyết lần này xác định là đại biểu Quốc hội giữ vai trò trung tâm trong hoạt động Quốc hội. Tăng cường hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, giảm số lượng đại biểu công tác ở các cơ quan hành pháp và tư pháp, gắn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với đơn vị bầu cử và cử tri, đổi mới mạnh mẽ nội dung hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện cơ chế giám sát của cử tri và cơ chế phương thức tiêu chí đánh giá đối với đại biểu Quốc hội. Tiếp tục nghiên cứu để xác định rõ hơn phạm vi đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát tối cao của Quốc hội để phù hợp với thực tiễn và đặc biệt là có hiệu lực. Lâu nay chúng ta chưa coi trọng cái kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát của các cơ quan của Quốc hội. Quán triệt nghị quyết số 28 ngày 17 tháng 11 năm 2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương xác định 6 nhiệm vụ giải pháp, trong đó đồng chí nhấn mạnh nội dung phân cấp phân quyền hợp lý rõ ràng giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm, khắc phục tình trạng cấp dưới hỏi cấp trên việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung, không rõ trách nhiệm khi có vướng mắc. Nâng cao hiệu quả thực hiện. Cấp ủy tổ chức đảng là phải thường xuyên lãnh đạo, định hướng cho chủ trương đối với vấn đề lớn, mới, phức tạp, nhạy cảm trong quá trình tổ chức thực hiện. Và phải cho chủ trương để thí điểm một số nội dung cần thiết. Chỗ này hết sức lưu ý. Nhiều khi xong rồi mới không biết quy trách nhiệm cho ai. Đây là cái chủ động, cái sâu sát của các cấp ủy tổ chức đảng đối với những vấn đề mới này, lớn này, phức tạp này, nhạy cảm, thì anh phải thường xuyên cho ý kiến lãnh đạo định hướng. Đối với những cái vấn đề mà cần thiết phải thí điểm, phải cho thí điểm. Nghị quyết số 28 cũng chỉ rõ việc khắc phục hạn chế yếu kém hình thức trong đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ phải toàn diện, chặt chẽ, thực chất, khách quan, nhiều chiều, cùng với phẩm chất, bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm, uy tín trong tập thể, trong nhân dân. Phải đặc biệt chú trọng kỹ năng công tác, chất lượng, hiệu quả công việc được giao bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương.
thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở giúp cán bộ nhận diện nguy cơ, không mắc sai lầm, kịp thời khắc phục khuyết điểm, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để cấp phó, cán bộ dưới quyền trực tiếp tiêu cực, tham nhũng.